dành cho các bạn học sinh yêu thích du lịch, trải nghiệm hơn 100 địa điểm du lịch khắp Việt Nam trong năm đầu tiên. Chương trình CEO Tourist huấn luyện chủ doanh nghiệp du lịch lữ hành tương lai. Tại trường doanh nhân CEO Việt Nam Global, nhà sáng lập thầy Ngô Minh Tuấn, chủ tịch hệ sinh thái CEO Việt Nam, người thầy của hàng vạn doanh nhân trên khắp thế giới. Sinh viên được học trực tiếp cùng chủ doanh nghiệp du lịch lữ hành, được tham gia trải nghiệm thực tế hơn 100 địa điểm du lịch khắp Việt Nam trong năm đầu tiên. Cùng với đó, sinh viên được huấn luyện lộ trình xây dựng công ty dịch vụ du lịch và lữ hành, thực hiện được vai trò hướng dẫn viên du lịch, thực hiện được vai trò thiết kế tour du lịch, thực hiện được vai trò tư vấn và bán tour du lịch, đủ năng lực để start up doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành. Sau một năm huấn luyện, sinh viên được bố trí việc làm tại các doanh nghiệp lớn, có thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng. 2 năm tiếp theo, ban ngày sinh viên làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, buổi tối học chương trình cao đẳng chính quy. Sau 3 năm, sinh viên có bằng cao đẳng, có việc làm ổn định và thu nhập cao. Đặc biệt, sinh viên tự tin khởi nghiệp với doanh nghiệp du lịch riêng của mình, được hỗ trợ gọi vốn và đồng hành trong suốt quá trình khởi nghiệp. Hiện nay đã có 2 điểm trường tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với chỉ tiêu có hạn, hiện nay đã có rất nhiều học sinh tham gia xét tuyển. Tư vấn xét tuyển không dựa vào điểm số mà thông qua khát vọng của học sinh. Cơ hội nhận học bổng toàn phần trị giá 200 triệu đồng. Đăng ký sớm, học bổng lớn. Hotline 1800 5777 22 nhánh 12.